dày được. Căn bản là do cóc da nó dày anh Nghiệp ạ. Chả qua là anh làm thôi. Xong. Rồi xin cảm ơn. Anh hiểu đấy. Chết. Thôi đâu mồm đấy. Nhiều người làm thế nhở. Anh có phải ai cũng được giải đâu. Anh phải lấy đó là niềm vinh hạnh chứ. Những hai người không được giải cơ. Đây. Xem ngay hộp ha. Xem giải thưởng ngay hợp tác. Do hai người có giải nhưng cũng là giải phụ thì không có mặt đây cho nên là tiếp tục là giải chính luôn. À, nhưng mà công bố đi chứ anh. Giải ba là với tác phẩm Thôn Trang 2 chữ cuối. Xin mời anh Lương Hữu Tịch. Ôi, mừng quá. Giải này là giải thâm sâu. Thâm sâu. Anh qua sân dưa. Giải đấy thì có gì mà thâm sâu nhỉ? Giải thâm sâu. Bắt tay anh. Bắt tay. Kệ nệ quá. Phải em chưa phải bắt tay đâu nhá. Xin cảm ơn. Thì nữa lên bắt tay chụp lại. Rồi lại tiếp tục. Giải tiếp theo là giải nhì. Ở đâu nhỉ? Ai ở lúc nãy mình chưa vinh lên. À được rồi. Giải nhì. Giải nhì là giải rất tinh hoa này. Cho bài thi Tứ Như Là Mưa Râu. Cho bài thi Tứ Như Là Mưa Râu. Cho bài thi Tứ Như Là Mưa Râu. Nhưng mà người này vắng mặt ở đây cho nên là không nói. Tên là gì anh? Tên là gì anh? Tên là gì? Đọc đi. Bài giải nhì là bài của Lê Thị Thư. À, Linh nhận giải của Lê Thị Thư nhỉ? Nhận thay. Đại diện, Hoàng Anh Vinh đại diện. Chị ra lên nhận đại diện Thị Thư đi. Thôi để... Lên đại diện đi. Chứ lên đại diện. Để lúc quay còn có cái chi tiết là quay à, người đại diện. Hôm sau lại ghép mặt Thư vào thôi, là xong. Không đồng ý. Lê Thị Thư thì có hai giải là giải... Ui, nhiều quá nhở? Hai giải cơ á? Quay hết rồi. Rất là không chắc chắn nên đề nghị mọi người đi cẩn thận ở hài. Nói chung là Thư có hai giải thất. Quà có được nhận hộ chồng. Lê Thị Thư nhận giải nhì và giải ong luôn. Đâu quả đâu Linh Thư ký. Linh. Hai túi luôn. Ôi trời. Quả tên cái bằng. Thôi cái giấy khen thì thôi để cho em kia. Cho cái tay đi xuống. Em nắm tay mãi kia. Lời xuống chứ. Bắt tay lại, chụp ảnh lại nào. Chụp lơ lơ tí. Ôm tắm tiếp anh ơi. Ôm để lúc tối. Xong chưa? Chà. Chưa rồi. Lúc em đang phục vụ công tác quay phim anh ạ. Tất cả những cái đấy quay hết rồi. Em xin cảm ơn. Phim này lâu lắm. Đó còn là nhất anh. Đây, giải cuối cùng là giải nhất. Vừa quá. Cuối cùng là giải cuộc trương. Tôi hơi vào góc nhưng mà vừa rồi. Chả cười của anh bác luôn à. Ai này cơ cấu. Thi từ Diễm Lệ Ý Dường Cao Xa. Chị bài này chơi lúc nãy rồi đúng không? Người đoạt giải là chị à bên. Em Phạm Thu Linh. Xin mời em. Cơ cấu quá. Cơ cấu rồi. Thôi năm nào dường như cũng có hạt sạn. Tác phẩm gì ạ? Linh sao chiếm chỗ mày mắt ấy nhỉ? Mà anh biết nhầm tên mày của em rồi. Mày em phải thách chứ có phải thách đâu. Thách cười á. Thách à? Mày thách mà được.